Điều đáng lo là SEA Games 32 sẽ bắt đầu vào cuối tháng 4, không còn nhiều thời gian và cơ hội để huấn luyện viên Chu Jae cùng các học trò của mình hoàn thiện. Hai trận đấu còn lại tại Doha Cup 2023, vì thế có vai trò vô cùng quan trọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Theo lời huấn luyện viên Chu Jae, điều quan trọng sau khi rút ra bài học là các cầu thủ phải chơi tốt hơn ở trận tiếp theo. Chỉ học hỏi từ sai lầm là chưa đủ, U23 Việt Nam cần cho thấy sự cải thiện qua từng trận đấu. Quý vị và các bạn thân mến, sau thành công ấn tượng trong năm 2022 với việc bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games thứ 3 liên tiếp và giành quyền tham dự World Cup nữ 2023, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục gánh trên vai ước mơ cùng nhiệm vụ bảo vệ thành công danh hiệu đã đạt được và hướng tới bước nhảy vọt mới trong tương lai gần. Để thực hiện các mục tiêu cho năm 2023, bóng đá nữ cần nhiều thời gian để chuẩn bị. Vì vậy, ngay từ đầu năm, đội tuyển nữ quốc gia đã tập trung nhằm bồi dưỡng cho những gương mặt trẻ có thể nhanh chóng đứng trong hàng ngũ đội hình chính, sẵn sàng thi đấu ở các giải đấu.